Hôm nay tiếp theo cái phần của cấu tạo cột sống và cách phân biệt các đốt sống đặc biệt ấy. Thì đầu tiên là cột sống là ở thân thể mình, cột sống nó được cấu tạo như thế nào? Cột sống nó là một cái cột xương gồm nhiều đốt sống xếp chồng lên nhau, uốn lượn ở phía sau thân mình, và nó nằm theo dọc trên đường giữa, kéo dài từ xương chẩm đến hết xương cụt. Nhiệm vụ là nâng đỡ cơ thể, cột sống còn bảo vệ tùy gai nữa. Đây là cột sống. Đấy. Nhiệm vụ thì cần phải nhớ một điều là nó là nâng đỡ cơ thể và nó bảo vệ tùy gai. Ở bên trong là tùy gai, nhánh dây thần kinh ở bên trong, cái dây thần kinh, tủy thần kinh ở bên trong, và nó gồm nhiều đốt sống, rất nhiều đốt sống kéo dài từ xương chẩm. Xương chẩm là nơi mà dễ bị tổn thương nhất, cái nơi mà khi mà có người nào tác động đến xương chẩm thì nó có thể gây gãy gãy xương chẩm mà dẫn đến chết người. Đấy. Nó uốn lượn phía sau thân mình và nó nằm dọc trên đường giữa. Cột sống thì có 33 đốt sống, nhớ sách có sách nó viết tới 35 đốt sống, thực tế có 33 thôi. Kéo dài từ xương dưới, kéo dài từ trên xuống dưới, chia làm 5 đoạn, nhớ là 5 đoạn. Đoạn cổ thì có 7 đốt sống, kéo dài từ C7 đến C1, là C1 đến C7. Đoạn ngực thì gồm 12 đốt sống, kéo dài từ D1 đến D12. Đoạn thắt lưng gồm có 5 đốt sống, đó là từ L5 đến L1 đến L5. Đoạn thắt lưng này có nhiệm vụ là nó to ra, có nhiệm vụ là nó nâng đỡ toàn bộ khung trên của cái cơ thể mình. Đoạn xương, đoạn cùng thì nó gồm có 5 đốt sống từ S5, S1 đến S5. Đoạn cục thì gồm có 3 đến 5 đốt sống từ CO1 đến CO5. Sau đây là 33 đốt sống. Đây. Đốt sống cổ gồm có 7 đốt sống. Đốt sống ngực gồm có 12 đốt sống. Đốt sống ngực này nó được có nhiều cái chi với nhau đây này, nó cấu tạo đây, gồm rất nhiều cái xương, xương của cái khung khung tạo cấu tạo nên bởi cái lồng ngực mình. Đấy. Tiếp theo là đốt sống thắt lưng. Đốt sống thắt lưng thì nó gồm có 5 đốt sống. Đốt sống thắt lưng gồm có 5 đốt sống. Và cuối cùng là xương cùng. Đoạn cùng thì có 5 đốt sống. Đoạn cục thì gồm có 3 đến 5 đốt sống, nó cấu tạo là nó liền lại với nhau. Xương cột liền lại với nhau và tạo nên xương cột. Đây, đoạn này là xương cột. Đoạn phía dưới là xương cột. Xương cùng. Xương cùng là cấu tạo hợp với khớp tạo nên mông đó. Đó. Thì cấu tạo chung của một đốt sống. Như vậy một đốt sống nó cấu tạo như thế nào? Nó gồm có điều gì đặc biệt? Thân đốt sống là một khối xương hình trụ, hai mặt trên và dưới tiếp xúc với địa giang đốt sống. Sau đây là cấu tạo của một đốt sống. Cấu tạo của một đốt sống. Đây. Đây là cấu tạo của một đốt sống này. Đấy. Nó có địa điểm, các lỗ liên hợp chứa dây thần kinh. Nó được hợp lại bởi nó gồm hai phần. Hai mảnh cung đốt sống sau, hai mảnh cung đốt sống sau. Hai cuốn cung của đốt sống nối với hai mảnh thân đốt sống ở bờ trên và bờ dưới của cuốn thì có khuyết sống trên và khuyết sống dưới. Thì hai mảnh cung này nó tạo nên một cái vàn khuyên, và cái vàn khuyên này nó là ống sống chứa cái tùy
chuỗi tủy và các dây thần kinh. Đấy. Đây này, thân đốt sống, lỗ đốt sống, chân cung móng ngang này có thể tùy trường hợp, nó có thể là nếu mà ở ở 12 đốt sống ngực thì nó là nó nối chung với những cái xương ngực đấy. Đấy, móng gai của đốt sống ở đoạn đốt sống cổ từ 1 đến 7 đốt sống thì ta thấy là có những cái móng gai mà chúng ta có thể sờ được, sờ cảm thấy rõ rệt trên da này. Là hình vẽ không? Vậy thì thân đốt sống là một khối xương hình trụ, hai mặt trên và mặt dưới đều tiếp xúc với đĩa da đốt sống, hay 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 người ta gọi là đĩa đệm đấy. Thân đốt sống này, hai mặt trên và mặt dưới là tiếp xúc với đĩa da đốt sống, đĩa đệm đây đấy. Và cung đốt sống ở phía sau thân, ở phía sau thân cùng với thân tạo thành lỗ đốt sống, cung đốt sống đây, đây là cái cung đốt sống này, chân cung này, đây là cái cung này, nó tạo nên để cho cái ống chứa tủy này và cái dây thần kinh nó đi ngang qua đấy. Còn hai phần đấy, cung đốt sống thì gồm hai phần, được cấu tạo bởi hai phần, phần mảnh giang hai mảnh cung đốt sống ở phía sau và hai cung đốt sống nối với hai mảnh của thân đốt sống ở bề trên và bề dưới của cuốn, có khuyết sống trên và khuyết sống dưới. Các mỏm của đốt sống gồm có ba loại cùng xuất phát từ cung đốt sống là mỏm gai, sợi dưới da, mỏm ngang và mỏm khớp. Bây giờ chúng ta xem mỏm đốt sống nhé. Đâu là thân đốt sống? Đây, đây là thân. Mỏm ngang, mỏm gai, đây là chính là mỏm gai. Mỏm ngang là hai cái chẻ ra đây. Đấy. Đây này, đây là mỏm gai này. Đấy. Mỏm ngang này, hay người ta gọi là mỏm ngang này, hai bên này. Đấy. Mỏm gai là sờ được chi da. Mỏm ngang thì và mỏm khớp. Nó có ba loại xuất phát từ cung đốt sống đấy, hai cuốn cung đốt sống được nối với hai mảnh của thân đốt sống ở bờ trên và bờ dưới của cuốn thì có khuyết sống trên và khuyết sống dưới. Bây giờ chúng ta tìm khuyết sống trên và khuyết sống dưới thử xem nhé. Đâu? À, cái dây thần kinh nó đi ngang qua này, đĩa đệm bình thường này, và khi cái đĩa đệm mà nó bị thoái vị này, nó bị lệch ra bên ngoài ấy, nó thoát ra bên ngoài và nó gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm. Mẫu gai này đấy, mẫu ngang này, tủy nằm bên trong này. Lỗ đốt sống là do thân và cung đốt sống tạo nên, do thân và cung đốt sống tạo nên. Khi các đốt sống chồng với nhau, khi các đốt sống chồng với nhau thì lỗ sống sẽ tạo nên một ống sống để dựng cái tủy gai lại với nhau, dựng tủy gai lại với nhau. Hai cuốn cung của đốt sống được nối với hai mảnh của đốt sống, hai mảnh của đốt sống, hai cuốn cung của đốt sống nối với hai mảnh của đốt sống. Đây, hai cuốn cung đâu? Hai cuốn cung đây, được cấu tạo bởi hai cung nó khác nhau. Đấy. Ở bề trên và bề dưới cuốn khuyết sống trên và khuyết sống dưới đấy, cấu tạo chung của một đốt sống cổ. Bây giờ chúng ta quan sát cái đốt sống cổ và chúng ta tìm tìm hiểu cái đốt sống cổ nó như thế nào nhé. Vậy thì bệnh thoát vị đĩa đệm là nó như thế nào? Thì bình thường một cái đĩa đệm bình thường ấy nó là như thế này đấy, nhưng mà khi nó bị thoái hóa là khi mà đĩa đệm nó bị bào mòn ra đấy, nó gây ra bệnh đĩa đệm bị thoái hóa hoặc là lồi đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, hẹp đĩa đệm.
và bệnh thì thường xảy ra đối với người già, à, ít xảy ra với người trẻ. Cái này nó tạo nên cái ống sống của dây thần kinh dây thần kinh này, khớp của các đốt sống này nối lại với nhau này, các cột sống chồng với nhau nó tạo nên một cái ống sống, và trong ống sống nó chứa tủy và cái dây thần kinh. Đấy. Khi mà chúng ta liên quan đến bệnh về cuộc sống ấy, chúng ta có những cái bệnh sau đây, ví dụ như là gai đốt sống, hoặc là thoát vị địa đệm, hoặc là địa đệm nó bị hẹp, vân vân. Thì nói chung là cuộc sống là rất quan trọng, gãy cuộc sống là người sẽ bị chết. Hẹp địa đệm nữa, đây các bệnh này, bây giờ chúng ta vào chúng ta xem thì các bệnh cụ thể nó như thế nào, vô hóa cuộc sống nữa. Đây này, bây giờ chúng ta tìm hiểu cái bệnh đó là vô hóa cuộc sống và thoát vị địa đệm. Thì vô hóa cuộc sống là gọi là hay gọi là gai cuộc sống đó, là căn bệnh gây ra bởi xương và sụn bị thoái hóa. Vôi hóa cuộc sống thường gặp ở người trên 40 tuổi đã lão hóa dần. Tuy nhiên hiện nay thì vôi hóa cuộc sống thì bắt gặp ở lứa tuổi trẻ nhiều hơn. Đó là do những nguyên nhân, ví dụ như là làm việc quá sức, thường xuyên vận động mạnh không kiểm soát, công việc thì quá áp lực, quá căng thẳng, hoặc là ngồi làm việc sai tư thế. Vôi hóa cuộc sống thì thường xuất hiện nhiều hơn hoặc là ở khía cạnh ở phía trước cuộc sống, gây nên gai không cọ sát với rễ dây thần kinh và ở tủy sống phía sau, nên thường người bệnh cảm thấy là triệu chứng đau nhức rất rõ rệt. Tuy nhiên một số thì thường trường hợp là các gai và sụn vôi bị gãy, nhưng mạnh vừa ở lại có thể chạy vào trong khớp xương và gây khó khăn cho việc co duỗi, thậm chí là tê tay, mất cảm giác. Đấy. Người ta có thể hỗ trợ điều trị vô hóa cuộc sống để tránh bị thoát vị địa đệm. Thế là người ta để chữa bệnh này, điều quan trọng là cần phải đi sâu và hỗ trợ điều trị ngay khi mà thấy những dấu hiệu ban đầu. Khi mà thấy đau nhức mỏi thường xuyên thì nên đi khám chụp MRI để xác định đúng bệnh. Với vô hóa cuộc sống thì có thể nhẹ nhàng thoát vị địa đệm, nên là thời gian chữa rút ngắn nếu mà biết chữa đúng cách. Đấy. Và người ta có thể kết hợp với biện pháp vật lý tại nhà, như là dùng một tấm ván lớn thẳng, trải một tấm nệm mỏng ở phía sau và ngủ thẳng lưng, hít thở đều. Đấy, đó là những cách mà chúng ta chữa bệnh, một tìm hiểu một trong những cái bệnh của đốt sống. Vậy thì cấu tạo từng đốt sống nó như thế nào? Ban nãy mình đã nói rồi, đốt sống cổ là thân dẹt, chiều ngang lớn hơn phía trước thì dày hơn ở phía sau. Nên nhớ nhá, thân dẹt chiều ngang lớn hơn chiều trước, phía trước dài hơn phía sau. À, cuốn cung thì đừng dính vào mặt bên của đốt sống, khuyết sống trên và khuyết sống dưới thì sâu gần bằng nhau, móng gai thì đỉnh tách đôi, móng ngang thì đỉnh sẽ tách đôi để tạo nên cuốn trước và cuốn sau của móng ngang, có lỗ ngang để động mạch đốt sống chui qua. Đây là một đặc điểm nổi bật của đốt sống cổ. Lỗ đốt sống thì rộng, có hình tam giác. Chúng ta trong pháp luật Việt Nam ấy, nó có một cái luật gọi là chúng ta luật gọi là nếu mà vô tình, ví dụ như có hai người giỡn với nhau, vô tình mà chúng ta giỡn mà chúng ta đánh trúng vùng đốt sống cổ ngay tại xương chẩm ấy, vô tình thì nhà nước sẽ xử lý theo kiểu vô tình, bởi vì khi mà động đến cái đốt sống cổ này người ta sẽ chết ngay tại chỗ luôn. Khi mà đánh trúng ở phía sau ức ấy, thì trong nhân dân người ta gọi là ức ấy, thì thường là chết ngay tại chỗ. Đấy, cho nên là trường hợp vô tình thì nhà nước sẽ xử lý khác, mà trường hợp mà cố tình thì nhà nước sẽ xử lý khác. Như vậy đốt sống cổ nó như thế nào, chúng ta tìm hiểu đốt sống cổ nhé. Đốt sống cổ, bảy đốt sống cổ nó như thế này.
Đây là cấu tạo của máy nó sống cổ, nó chịu nhiều lực quay, nhiều chiều. Dây thần kinh vai gáy. Vậy thì nó sống cổ nó như thế nào? Nó được miêu tả cụ thể như sau. Chúng ta ôm lại nhé. Thân nhẹt. Đấy. Chiều ngang lớn hơn chiều trước. Chiều ngang lớn hơn chiều trước. Phía trước thì nó dày hơn so với phía sau. Phía trước thì dày hơn so với phía sau. Cuốn cung thì nó dính vào mặt bên của thân đốt sau. Dính vào mặt bên của thân đốt sau. Khuyết sống trên và khuyết sống dưới thì sâu gần bằng nhau. Móng gai thì đỉnh thành tách đôi. Lỗ đốt sống thì rộng và có hình tam giác. Các đốt sống đặc biệt. Bây giờ chúng ta qua các đốt sống đặc biệt. Đấy là đốt sống cổ là đốt độ đấy, người ta gọi là đốt độ. Thì không có thân và móng gai. Nên nhớ đối với đốt sống cổ một này thì nó không có thân và móng gai. Đấy, được cấu tạo bởi hai bên và nối nhau bởi hai cung, cung trước và cung sau. Phía trước cung trước có cụ trước, phía sau cung sau có cụ sau. Đấy, hố răng ở giữa mặt sau của cung trước để khớp với răng của đốt sống cổ thứ hai. Có rãnh động mạch đốt sống ở mặt bên và rãnh sát ở hai khối bên. Đốt sống cổ thứ hai chúng ta cần phải tìm hiểu đó là đốt sống cổ thứ hai, đặc trưng của móng gai mọc nhô lên phía trên thân được xem như là phần thân của đốt sống C1 và đốt sống C2. Răng cao là 1,5 cm, có dựng khớp trước và sau để khớp với hố răng và dây chằng ngang với đốt độ. Đốt sống cổ khác như đốt sống thứ sáu, cụ trước của móng ngang lồi ra gọi là cụ mảnh, cụ cẳng. Ở ngang cụ cẳng thì ở động mạch có ba động mạch là cẳng chung, cẳng dưới và đốt sống giao nhau. Đốt sống thứ bảy thì có móng gai dài, đầu không tách đôi, lồi rõ dưới da nên gọi là đốt sống lồi. Đốt sống C7 thì thường không có lỗ ngang và lỗ rất nhỏ. Như vậy thì chúng ta có những đốt sống đặc biệt, nên nhớ là đốt sống đặc biệt nào: đốt sống thứ nhất, đốt sống thứ hai và đốt sống thứ sáu, cổ thứ sáu, đốt sống cổ thứ bảy, bốn đốt sống. Đối với đốt sống thứ nhất thì nên nhớ là không có thân và móng gai. Đấy. Nó có hố răng ở mặt trước và mặt sau để khớp với răng của đốt sống cổ thứ hai. Còn đặc trưng của đốt sống cổ thứ hai đó là răng cao 1,5 cm, có diện khớp trước và sau để khớp với hố răng và dây chằng của đốt độ. Đốt sống cổ thứ sáu đó là gồm có ba động mạch cẳng chung, giáp dưới và đốt sống thường giao nhau. Đốt sống thứ bảy thì có móng gai dài, đầu không tách đôi, không có lỗ ngang và lỗ ngang rất nhỏ. Như thế thì chúng ta kết thúc được những đốt sống đặc biệt. Bây giờ chúng ta xem hình ảnh lần lượt. Đốt sống cổ thứ nhất nè. Đây là đốt sống cổ thứ nhất đây. Đấy. Nó không có thân và móng gai. Nên nhớ điều này, không thân và móng gai. Có rãnh động mạch đốt sống ở mặt bên và sát ở khối bên để cho tủy sống đi qua đấy. Cái này, cái rãnh này, rãnh số 7 đấy. Đấy. Đốt sống cổ thứ hai, tiếp theo là đốt sống cổ thứ hai. Số cổ thứ nhất rồi. Có hình ảnh mình sẽ nói ở phần sau vậy, nó kỹ ở phần sau vậy. Trong nội dung giáo trình ra thì có thể có số cổ thứ sáu. Đốt sống cổ thứ sáu không có phần sau ở đây. Cổ thứ sáu thì cổ trước của móng ngang lồi to ra gọi là cổ cẳng. Cổ trước của móng ngang lồi to ra
đấy, gọi là vô cảnh. Có ba động mạch, đó là cảnh chung, giáp dưới, đốt sống thì giao nhau. Đốt sống cùng thứ bảy thì móng tay nó dài ra. Và ở đốt sống thứ bảy này chúng ta có thể sờ rõ ràng ở phía sau cổ. Bây giờ chúng ta thử lấy tay chúng ta sờ phía sau gần 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 cái vai chúng ta, chúng ta sẽ thấy một cái móng tay dài, có một cái nó lồi lồi ra đấy, đấy chính là đốt sống cổ thứ bảy. Thì nó thường không có lỗ ngang, và lỗ ngang thì nó to để cho các dây thần kinh nó đi ngang qua đấy. Nếu mà có thì lỗ ngang nó to để dây thần kinh nó đi ngang qua. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái phần cấu tạo của cuộc sống, phân biệt đốt sống và đặc biệt, các đốt sống đặc biệt. Như vậy cấu tạo cuộc sống nên nhớ là gì, có bao nhiêu ý. Cuộc sống có bao nhiêu đoạn, có 4 đoạn, 33 đốt sống. Cấu tập trung thì nó gồm bao nhiêu phần, đó là gồm 4 phần: thân đốt, cung đốt, các mỏm của đốt sống, mỏm gai, mỏm ngang, mỏm khớp, lỗ đốt sống. Đấy. Cấu tạo của từng đốt sống thì đối với đốt sống cổ thì thân dẹp chiều ngang lớn hơn chiều trước. Cuốn cung có tổng cộng 5 ý: mỏm gai, đỉnh thì tách đôi, móng gai đỉnh tách đôi ra, móng ngang thì đỉnh cũng tách đôi để tạo cụ trước và móng và cụ sau của móng ngang. Lỗ nó sống thì rộng, có hình tam giác rộng để cho cái dây thần kinh nó đi ngang qua, tủy sống đi ngang qua chứ không có thì sao đi được. Đốt sống đặc biệt thì gồm có 4 đốt sống cổ thứ nhất, đốt sống cổ thứ hai, đốt sống cổ thứ sáu và đốt sống cổ thứ bảy. Như thế chúng ta kết thúc cái phần đốt sống ở đây và xong cái phần nhật ký học tập tại đây. Phần sau thì chúng ta sẽ học về cấu tạo của xương lồng ngực, trình bày phân loại cơ, đặc điểm của ba loại cơ,